Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Tử Vi về Tứ Số trên kênh Kiến Thức Tử Vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì Kiến Thức Tử Vi chúng tôi xin chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất có nội dung như sau. Tử Vi về Nhân Tướng Học, đúng 10 ngày tới đây thì ai khổ mặc ai, nhưng với ba con giáp này thì tài lộc kéo về đến tận cửa. Với từ giữa tháng 6 này thì ba con giáp bước ra khỏi mọi khó khăn, và từ đây luôn luôn có thần tài chỉ đường dẫn lối, ngày càng giàu có hơn. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 10 ngày tới, đó là con giáp người tuổi Ngọ. Với 10 ngày tới đây thì người tuổi Ngọ sẽ gặp rất nhiều may mắn. Với người tuổi này là có rất nhiều thời gian để giải quyết mọi vấn đề còn đang dang dở. Có thể sẽ gặp may mắn nhờ vào chính phước phần của mình. Ngọ làm đâu thắng đó nên cứ mạnh dạn mà làm ăn. Đặc biệt với người tuổi Bính Ngọ và người tuổi Mậu Ngọ là họ thuộc ngũ hành hỏa. Càng về hè thì vận càng vượng, với người làm ăn thất bát thì luôn luôn có quý nhân đến và kéo họ lên. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì tài sản của Ngọ sẽ tăng lên nhanh chóng. Còn người làm kinh doanh thì ngày càng phát đạt, tương lai sẽ huy hoàng và luôn luôn được quý nhân sủng ái, không phải chịu khổ nữa, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 10 ngày tới đây, đó là con giáp người tuổi Sửu. Đối với con giáp người tuổi Sửu là con giáp tốt bụng, dễ gần, ăn ở hiền lành. Vì vậy mà trong 10 ngày tới đây thì sự nghiệp của Sửu rất phát đạt, làm đâu thắng đó. Và những thời gian qua thì Sửu đã sống rất chân thành, rất thực tế với mọi người, luôn luôn năng nổ, vui vẻ và hướng ngoại. Họ là con giáp nhiệt tình với bạn bè và hàng xóm láng giềng. Với lòng tốt của Sửu sẽ được trời Phật phù hộ và chứng giám. Từ giữa tháng 6 này trở đi thì vận trình của người tuổi Sửu vô cùng vượng phát, tài lộc cực kỳ dồi dào, cuộc sống hạnh phúc rạng ngời như ánh mặt trời. Thu nhập thì cực kỳ tăng cao, nhờ vậy mà cuộc sống của Sửu ngày một giàu sang, tương lai rất sáng lạng. Nếu như mà Sửu biết nắm bắt tốt các cơ hội thì Sửu còn có thể nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống tầm thường. Còn với người làm ăn kinh doanh sẽ ngày càng phát đạt, đi đến đâu cũng có bạn bè giúp đỡ. Với người còn độc thân thì có thể tìm được những tình yêu đích thị của mình. Vì là thời gian này với vận trình tình duyên của người tuổi Sửu đang có dấu hiệu rất vượng. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 10 ngày tới, đó là con giáp người tuổi Dần. Đối với Dần thì từ giữa tháng 6 này trở đi là một trong những thời điểm may mắn của người tuổi Dần. Với con giáp này là con giáp có những điểm sáng rõ rệt trong tháng này, vì vậy mà đường thu nhập cũng tăng tiến rất rõ. Tuy nhiên thì Dần cũng cần phải nhắc nhở bản thân là không ngừng tiến lên, không được bỏ cuộc giữa chừng nếu không may công việc không như ý muốn. Và thời gian tới thì vận may sẽ bùng nổ, tài lộc sẽ hanh thông, may mắn cực kỳ rực rỡ như cầu vồng. Bên cạnh đó thì Dần còn được thần tài gõ cửa và đem tài lộc đến tận nhà. Nếu may mắn được vận may này thì Dần hãy chịu khó cày tiền, chắc chắn cuộc sống của Dần sẽ ngày càng khấm khá. Và con giáp này là con giáp luôn có quý nhân phù trợ trong thời điểm này, cho nên vận mệnh cuộc đời ngày càng thuận buồm và xuôi gió hơn. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về ba tuổi sau đây là ba tuổi có đức có tài, luôn được thần Phật theo gót, chính vì vậy mà may mắn sở hữu tiền tỷ trong 2 năm tới. Về theo tử vi trong 2 năm tới đây thì có những con giáp dưới đây là những con giáp may mắn hưng thịnh, làm việc gì cũng thuận lợi nên rất dễ trở thành đại gia có số có má. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất đó là con giáp người tuổi Tỵ. Đối với người tuổi Tỵ là người rất tốt về mọi mặt, làm việc thì chăm chỉ và rất có năng lực,
nên chắc chắn sẽ có những kết quả rất tốt trên con đường sự nghiệp. Với mọi việc thì luôn luôn suôn sẻ trong cuộc sống, vận trình tình cảm ngày càng khởi sắc hơn. Và theo tử vi ngày mới cho biết thì trong 2 năm tới đây thì vận may sẽ đạt đến đỉnh điểm và tài vận thì vượng phát, trong công việc tiến triển vượt bậc, tài vận rất ấn tượng nên những việc thăng quan tiến chức tăng lương sẽ không thành vấn đề đối với con giáp này. Và con giáp này sẽ có những cơ hội gặp gỡ người yêu thích và đối tác làm ăn một cách suôn sẻ nhất, đặc biệt là do người tuổi Tỵ là người có tính cách cương trực, ngay thẳng, lại rất giàu lòng hào hiệp và thường xuyên giúp đỡ người khi họ gặp khó khăn, nên trong thời gian tới bạn sẽ được quý nhân trợ giúp chỉ đường dẫn lối, khiến cho bạn tìm thấy con đường làm ăn rất lớn. Từ đó mà công việc của bạn đã trở nên hanh thông hơn, tài lộc cũng vì thế mà tăng lên một cách chóng mặt. Không chỉ là may mắn trên con đường công danh mà đường tình duyên của người tuổi Tỵ cũng rất viên mãn. Chính vì vậy hãy tranh thủ trong thời gian này để hưởng trọn những niềm hạnh phúc của mình được hưởng đi nhé. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai đó là con giáp người tuổi Dậu. Đối với con giáp người tuổi Dậu thì theo tử vi ngày mới cho biết là trong 12 con giáp thì người tuổi Dậu chính là một trong những con giáp hiền lành lương thiện, vừa có đức lại vừa có tài nên rất được bề trên ưng bụng. Và trong thời gian trước đó là do tuổi Dậu gặp phải họa tam tai nên nhiều việc không được thuận lợi như mong đợi. Nhưng kể từ năm 2022 này trở đi thì với hạn tam tai đã qua đi và người tuổi Dậu sẽ gặt hái được rất nhiều thành tựu trong cuộc sống. Và theo tử vi ngày mới cho biết là trong 2 năm tới đây thì người tuổi Dậu sẽ có một khoản hoạn tài cũng sẽ đến. Và con giáp này nếu như biết nắm bắt đúng thời cơ thì đây là một trong những cơ hội kiếm tiền trước mắt. Quả thực chẳng cần phải lo lắng là việc không có tiền tiêu, cứ hết rồi lại có. Và ngay chỗ để kiếm tiền thì vận may nhiều không kể xiết. Ngoài ra thì những con giáp người tuổi Dậu là con giáp luôn có cuộc sống lứa đôi vô cùng êm đẹp và viên mãn. Đối với người độc thân thì đây cũng là một trong những cơ hội vàng giúp cho bạn tìm thấy một nửa đích thực của đời mình. Còn với người đã có đôi có cặp thì tình cảm ngày càng thêm gắn bó và thân thiết, hạnh phúc đủ đầy. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba đó là con giáp người tuổi Ngọ. Đối với người tuổi Ngọ thì thường là người có rất nhiều đam mê trong cuộc sống và có một cá tính rất mạnh mẽ, thường là người có số làm lãnh đạo. Với những người tuổi Ngọ thường là người quảng giao nên họ rất dễ có cơ hội thăng quan tiến chức. Và theo tử vi trong 2 năm tới thì những người tuổi Ngọ sẽ được sao Tốt chiếu mệnh, nên người tuổi Ngọ đã có nhiều cơ hội được khá nhiều tiền và trong cuộc sống thì thăng quan tiến chức. Và với những lời khuyên cho người tuổi Ngọ là bạn cũng nên không ngừng phấn đấu và để tạo dựng tương lai của mình tốt đẹp hơn. Đối với người tuổi Ngọ, từ đây sẽ tạo dựng được một tiền để cho chính mình, để tạo số dư trong tài khoản, xây dựng cho cuộc sống tương lai của mình sẽ tốt đẹp hơn. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.